Em xin chào tất cả mọi người, chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Cái video này á, em sẽ là hướng dẫn cho mọi người cái cách để chúng ta nạp tiền lên trên cái sàn Super X để chúng ta giao dịch ha. Thì cái sàn này á là nó đã cho chúng ta đăng ký và nhận 10 đồng ET. Thì cái đồng ET là cũng là cái đồng token sàn á mọi người ha. Và khi cô chú anh chị mình chúng ta nhấp vào cái chỗ là Prepay nè mọi người, thì chúng ta nhấp vào đây để chúng ta lấy cái link chúng ta giới thiệu ha. Thì mỗi cái lượt giới thiệu chúng ta sẽ nhận được 10 cái đồng ET. Và hiện tại cái giá sàn đưa ra là chúng ta sẽ nhận được tương đương là 10 đô đó. Thì 1 ET tương đương là 1 đô nha. Rồi cái video trước em chia sẻ cho mọi người cái cách chúng ta đăng ký. Cái thứ hai nữa là bảo mật cái tài khoản ha. Chúng ta nhấp vào cái hình phía trên bên trái này, chúng ta nhấp vào cái chỗ là security đây đó. Thì em có làm rồi ha, cái chỗ tin nhắn này em không làm tại vì là nó không có liên kết với số điện thoại ở Việt Nam của mình. Và đối với cái sàn này chúng ta không cần phải KYC nha mọi người, chúng ta chỉ cần xác minh cái Gmail sau khi đăng ký là ok. Ở đây nó có cho mình một cái chương trình Android mà em muốn chia sẻ mọi người nè. Mọi người nhấp vào cái chữ là Android Pay. Thì hôm bữa em chia sẻ mọi người là chúng ta nhận được ba cái phần phía trên rồi, còn ở dưới á, là yêu cầu mình phải là bắt đầu đi spot là chúng ta nạp tiền vào đây, rồi tiếp theo là chúng ta thực hiện một cái lệnh giao dịch. Thì mỗi cái ở trên chúng ta được cộng 5 ET, dưới chúng ta cộng 10, và tiếp theo ở dưới này nè đánh cái lệnh phụ trợ chúng ta được cộng 10 ha. Và cái bằng phụ trợ này em sẽ bỏ qua, em không có giới thiệu mọi người. Cũng như em nói đó, invite là chúng ta sẽ nhận được 10 cái đồng ET, không giới hạn số lượng nha mọi người. Và cái thời gian anaerob này á, thì em cũng chưa có nắm được thông tin là khi nào kết thúc. Nhưng mà khi nếu mà cái dự án nó phát triển nhanh á, thì sẽ sớm thôi nha anh chị ha. Cái bất tiện của cái sàn này là chúng ta thấy tiếng Anh không à. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu là chúng ta nạp vào. Cô chú anh chị mình nhấp vào cái chữ quái lệch góc phía dưới bên phải mình nha. Ở đây chúng ta chọn cái quý spot cho em nha. Cái quý spot mới đúng nha. Rồi thì mình muốn nạp cái token nào vào đây, nạp vào đây cũng được. Ví dụ như là USDT, USDD, Bitcoin, ETH, Tron, Dog, rồi BNB. Hay mọi người nghe mọi người. Nói chung là cái sàn này nó có rất nhiều cái đồng token mà chúng ta thấy nó rất là ok. Token mới cũng có mà token nền tảng cũng có luôn, kiểu như vậy. Rồi bây giờ em sẽ nạp vào đây nha. Em sẽ nạp vào đây với cái đồng Tron đi ha. Thì em sẽ nhấp vào cái chữ Tron này. Ở đây có hai chữ withdraw là mình rút nha mọi người, còn chữ là deposit này là chúng ta nạp vào. Ở đây chúng ta chọn cái mạng lưới ha. Cái này Tron thì nó chắc ăn là phải chạy trên cái mạng Tron thôi, TRC20. Còn nếu như chúng ta sử dụng một cái token khác, em vừa làm vừa chia sẻ tỉ mỉ nhất cho mọi người để tránh tình trạng chúng ta chọn sai mạng lưới mà chúng ta mất token ha. Bây giờ chúng ta muốn nạp cái USDT đi, chúng ta nhấp vào cái chữ là deposit nè. Ở đây thì họ sẽ có một số cái mạng lưới, chẳng hạn như là Binance Smart Chain, Tron, ERC. Tuyệt đối ERC chúng ta không nên dùng tại vì cái phí nó quá cao. Cái mạng lưới của Ethereum chúng ta có thể dùng Tron hoặc là Binance ha mọi người. Thì chúng ta phải chọn đúng mạng lưới bên đây, và về cái quý bên kia chúng ta phải chọn đúng mạng lưới. Tại vì cái vấn đề này em luôn nhắc nhở anh chị, chọn sai mạng lưới, chọn sai địa chỉ ví là chúng ta sẽ không nhận được token, coi như là chúng ta sẽ bị mất nha, công sức của mình nha, tiền bạc của mình nha. Rồi quay trở lại, em sẽ chọn cái đồng Tron nha. Rồi deposit Tron TRC20. Ở đây chúng ta nhấp vào chữ là copy address cho em nè. Đó, rồi như thế này, như thế này chúng ta có thể là gửi từ cái sàn khác hoặc là từ cái ví. Thí dụ là cái ví chết với lệch MetaMask trên sàn thì có thể sàn Binance, sàn Hotbit, sàn KuCoin, sàn NumGoi, sàn Remitano, tất cả đều như nhau nha mọi người. Copy, cái hình thức nó làm như nhau thôi, chẳng chỉ khác là cái giao diện của mỗi sàn. Rồi em sẽ vào cái ví của em ha. Thì em vào cái ví chính của em đây, hiện tại là em có 357 cái đồng này. Em sẽ nhấp vào cái chữ gửi nha mọi người. Rồi em sẽ dán cái địa chỉ vào. Rồi 357 phải không ạ? Em nhấp vào cái chữ tối đa trước để em coi em có bao nhiêu.
Thôi bây giờ em sẽ rút là 350 thôi nha mọi người, cho nó chẳng. Rồi chúng ta nhấp vào cái chữ tiếp tục cho em. Ở đây nè mọi người, thì cái phí mạng là 0,07 đô ha. Rồi em sẽ nhấp vào là chữ xác nhận nha. Rồi nhập mật khẩu màn hình. Thì đang thực hiện cái lệnh chuyển nè mọi người. Chúng ta nhấp vào đây. Mọi người thấy cái trạng thái là đang chờ xử lý nha. Chúng ta có thể là kéo xuống khởi động cái trang, cái quý của mình. Ở đây mọi người sẽ thấy là cái chữ đã hoàn thành ha. Đó. Chúng ta quay trở lại. Anh chị cũng có thể vào xem là thêm các chi tiết nè. Nó thống kê cho mình đầy đủ ở trên đây. Bất cứ cái mạng lưới nào khi chúng ta gửi á, nó đều có cái thông tin ở trên đây hết nha anh chị. Rồi mình quay trở lại. Em sẽ quay trở lại một cái. Anh chị sẽ thấy nè, họ sẽ gửi cho em một cái thông tin này. Em sẽ nhấp vào cho anh chị xem luôn. Em sẽ chọn dịch nha. Em làm rất là kỹ và rất là chậm để cho cô chú anh chị mới chúng ta dễ thực hiện ha. Còn anh chị nào mà chúng ta đã thành thục rồi, chúng ta nhìn sơ ngang thì chúng ta có thể xả, có thể nét, hoặc chúng ta cũng có thể không xem nha mọi người. Đừng có trách em là dài dòng nha. Tại vì cái em làm là hướng đến tất cả mọi người, và đặc biệt là những cô chú anh chị mới, để cho họ làm. Thì mình ngày xưa cũng như người ta thôi, mình cũng không có biết gì, mình cũng phải tìm hiểu. Mà những người giới thiệu rất là nhanh thì chúng ta sẽ vướng mắc một số chỗ, mà đụng tới tiền bạc là mồ hôi nước mắt của chúng ta, nên là chúng ta cần phải là kỹ nha mọi người đó. Rồi bây giờ họ thông báo như thế này: xin chào, bạn đã gửi thành công 350 tròn vào lúc thời gian mọi người có luôn nha mọi người. Nếu bạn không nhận ra hoạt động này, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng chính thức của chúng tôi, đội Super X. Đây là một tin nhắn tự động, vui lòng không trả lời. Anh chị thấy nha, họ trả lời rất là nhanh và rất là chuẩn trong mình. Bây giờ em sẽ quay trở lại. Rồi em sẽ vào cái sàn nha. Chúng ta quay trở lại mọi người. Anh chị sẽ kéo xuống khởi động cái. Quay trở lại. Đây nè anh chị. Tròn của em là có 350 tròn rồi đúng không ạ? Đây ba cái cặp giao dịch, tròn với USDT, tròn với BTC, tròn với ETH đúng không ạ? Rồi đây là đối với cái lệnh chuyển của tròn thôi. Còn nếu như anh chị mà chúng ta sử dụng cái đồng USDT hoặc là BUSD ha, thậm chí là một số con chẳng như là BNB này kia, thì chúng ta có nhiều lựa chọn hơn. Anh chị nhấp vào cái chữ market, anh chị chọn cho em cái lệnh fork nha. Đây, mình kéo xuống. Ở đây em thấy nó có rất nhiều cái tóc cành mà nó mới, và cái giá của nó rất là thấp. Không phải thấp mà mình mê, mà là nó thấp, tiềm năng phát triển cao. Cái thứ hai nữa, nó sẽ bị đốt tóc cành, và khi mà được cá mập á, cái dôi nó bơm thì nó sẽ lên cao ha. Và chúng ta cần phải xem xét cái dự án đó trước khi mua bất cứ một cái tóc cành, một cái con nào nha anh chị ha. Rồi bây giờ mình sẽ nhấp vào cái chữ home cho em. Mình nhấp vào cái chữ unrope bay. Bây giờ em sẽ nhấp vào cái chữ là contract nè, default nè. Đó. Thì anh chị thấy nè, em đã nạp vào thì em sẽ nhận được 5 cái đồng ET đúng không ạ? Em tiếp làm tiếp cái nhiệm vụ tiếp theo á, là em sẽ trader. Em nhấp vào cái chữ là roll to trader nha. Thì ở đây em đang có cái đồng tròn. Đó. Thì bây giờ em chỉ cần thực hiện một cái lệnh giao dịch thôi. Em sẽ dùng cái đồng tròn này. Em sẽ dùng cái đồng tròn này, em giao dịch với USDT luôn. Đó. Rồi em nhấp vào đây. Tròn. Rồi em chọn là tròn với USDT. Ở đây á, buy là mình có USDT, mình mua tròn. Còn sell này là mình có tròn, mình muốn bán cho USDT. Em sẽ nhấp vào sell ở đây. Anh chị thấy nè, thì nó cũng như bên cái sàn FNC Pay hay một số sàn khác thôi. Rồi cái giá của nó hiện tại là 0.07106 đúng không ạ? Chúng ta sẽ kéo cái nút này, nút tròn qua bên phải mọi người ha, để chúng ta bán hết luôn. Rồi cái giá ở đây nè là cái giá hiện tại của thị trường
Đó, để em xem cái giá này chúng ta có thể đặt lại hay không. Này không thấy cái lệnh đặt nha mọi người, chúng ta căn cứ vào cái giá thị trường trên đây thôi. Rồi chúng ta nhấp vào cái chữ sell cho em ha, là chúng ta bán. Rồi mình vào cái quý với lệnh giùm em ha, với lệnh. Rồi. Thì em đã bán thành công rồi anh chị, nó rất là nhanh chóng luôn. Cái sàn này có cái chỗ là nó không có cho mình đặt cái lệnh ha. Rồi mình sẽ vào cái chỗ home, tiếp tục chúng ta vào cái chữ unlock pay. Anh chị sẽ nhấp vào cái chỗ này. Comrade nè. Của cái Begin Sport trên sàn. Chúng ta quay trở lại. Anh chị thấy nha, là đã xong. Đó. Còn cái dưới này á, là cái lệnh phụ trợ thì em không có khuyến khích, cũng như em sẽ không làm luôn. Tại vì nó sẽ kiểu như cờ bạc, nó rất là nguy hiểm cho anh chị. Chúng ta chưa có kinh nghiệm. Còn cái hình vai này thì ai cũng có thể làm rồi. Chúng ta mời thì chúng ta sẽ được 10 tóc cành ET thôi. Rồi như vậy nha anh chị. Rồi tiếp theo á, cái video tiếp theo á, là em sẽ hướng dẫn mọi người cái cách chúng ta rút ha. Rút về cái sàn Binance hoặc là về cái WeChat Pilot. Đó, anh chị có thể là vào đây chúng ta xem cái token nào được ok, chúng ta lựa, chúng ta mua. Thì em thấy có một số token Rocky nè. Hồi chiều em cũng nghiên cứu một số token này ha. Thì sắp tới đây cũng có thể là mua một ít ở bên cái sàn này. Anh chị đừng bao giờ mà chúng ta owning tất cả cái tài sản mình vào một cái sàn hoặc là vào một cái chỗ nào đó, nó rất là khó. Chúng ta đừng có bỏ vào một cái ví nha mọi người, mà chúng ta nên chia ra nhiều sàn ha, tránh tình trạng là cái tình trạng xấu nó xảy ra. Rồi em xin phép dừng video tại đây nha anh chị. Chúng ta làm, có cái gì mà không được thì chúng ta sẽ bình luận đi, em sẽ trả lời cho mọi người theo cái kiến thức kinh nghiệm có được nha.